Hello cả nhà ơi, mùa đông đảo Sip đã đến rồi. Thì nay là bắt đầu đầu của mùa đông thôi, chưa lạnh lắm, cũng còn tầm hai mấy độ. Hôm nay thì chắc không hai mấy độ rồi, hôm nay chắc người cũng tầm 20 độ á. Thì đây trời lúc nào cũng âm u, có gió nữa. Tối qua thì mưa rất là lớn luôn, nguyên đêm qua mưa lớn nên là hôm nay không khí thì cũng tương đối sạch sẽ. À, thì chỉ cần mưa mấy chập là sạch sẽ liền rồi mọi người ơi. Thì mọi người hỏi là mùa đông ở đảo Sip thế nào, thì mùa đông ở đảo Sip là trời âm u và hay mưa, nhưng mà không đến nỗi lạnh lắm đâu, lạnh có thể chịu được. Thì hôm nay là một tuần cách ly rồi, thì còn một tuần nữa đó mình sẽ cố gắng. Thì hôm nay bây giờ thì Hana sẽ đi siêu thị thôi. Trời mưa rồi. Time in Cyprus. Đây, ở đó đảo Sip không có cho phép xây dựng nhà cao tầng, bởi vì là hòn đảo nằm ngay chỗ nhỏ, đảo nhỏ nữa, là nên là không cho phép xây nhà cao tầng, bởi vì sợ nó bị sạt lở sụp lún. Mà như bây giờ xây cái nhà cao quá trời cao, nhà này chắc cũng khoảng tầm 40 50 tầng đó, mọi người cao. Người ta không khe luôn, đã nằm sát bên biển luôn mà vẫn cho xây. Bây giờ có tiền là có tất cả. Trời mưa rồi mọi người ơi. Đây là một cái trung tâm thương mại gọi là Era, ngày xưa nó là Debenhams, nhưng mà Debenhams phá sản rồi, là bán lại cho tập đoàn Era. Đây là đi thẳng về hướng Jamasonia Tourist Area mọi người. Đây, đây là một cái công trình tiêu biểu của đảo Sip, ngôi nhà quả trứng Oven. Oven. Đó, nhà quả trứng là đẹp chưa? Đó là một cái kiến trúc tiêu biểu của đảo Sip đó mọi người. Trời bắt đầu xám xịt và mưa rồi. Xin chào cả nhà. Bây giờ thì đi siêu thị, thì không biết là có đã cách ly được một tuần rồi, nhưng mà không biết là tuần sau có mở cửa hay không, bởi vì ngày hôm qua là hơn 300 ca nhiễm, thì còn tuần nữa thì không biết có mở cửa hay không, nên để coi có gì Hana sẽ thông báo cho mọi người nha. Tới siêu thị rồi mọi người ơi, trời đang mưa. Đẹp chưa nè? Đó. Mùa đông ở đảo Sip đó mọi người. Mưa không to, chỉ mưa bé bé vậy thôi, râm 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 bay bay vậy thôi. Trời âm u. Đó. Chứ không phải là mùa đông như mọi người vẫn nghĩ là ở châu Âu mùa đông là sẽ có tuyết nào đâu, không có. Đây, đây là cái siêu thị mà Hana sẽ đi đây. Đây là khu vực bán trái cây, thầy đang lựa cam nè mọi người ơi. À, bây giờ tới lượt của thầy xếp hàng cân ký và dán giá lên nè. Đây là khu vực của Halloumi nè mọi người. Bên này thì bán cheese, bán phô mai á mọi người. À, thầy rất là thích ăn phô mai. Và đây là quầy thịt heo, đây có rất là nhiều nè, 3 ơ, 4 ơ, 2 ơ, rất là nhiều thịt heo, thịt bò nè. Mình đang xếp hàng đợi tới lượt mình, số 71 tới lượt mình rồi. Ok, lấy 2 cân thịt nha. Đây, 1 cân thịt ba chỉ và 1 cân sườn cốt lết. Sườn cốt lết mình đã cân trước rồi mà mình quên quay á cả nhà. Và đây là khu vực mỹ phẩm nè,
có rất là nhiều xà bông gội đầu nè, sữa tắm nè, kem đánh răng nè, đi tỉ tỉ ti đi rỉ rỉ ri. Và bây giờ thì mình đang đứng chờ thầy, thầy đang đi lựa lăn nách á. Thôi bây giờ thì đủ rồi, mình sẽ đi lấy đồ ăn cho Cherry nữa nè. Quên, con Cherry này nó ăn nhiều lắm, một tháng là nó ăn hai gói như vậy là tổng cộng là 6 ơ sữa nữa. Để coi mình sẽ lựa cái sữa mà cái hạn sử dụng lâu nhất. Đâu rồi, cái này không không không. À có rồi, có cái 29 tây ở trong kìa. Sữa tươi, sữa tươi, sữa tươi. Sữa tươi, sữa tươi, sữa tươi. Thầy ông mới đây ông đi đâu mất tiêu rồi ta. Thầy ơi. À kìa 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 kìa. Thầy kìa, thấy ông rồi. Sữa tươi, ổng là người tiêu thụ nhiều nhất nhà này á. Ok. Tiếp theo là đây đâu? Đâu là đây? Đây là đâu? Đây là một cái quầy rượu này cả nhà. Có rất là nhiều rượu nè. Rượu vang nè, champagne nè, vodka nè, champagne. Tính tiền thôi. Phía trước có một anh đẹp trai đeo cái khẩu trang màu đen. Đó, mọi người thấy không? Nói là dịch bệnh cách ly nhưng mà mọi người vẫn đi ra ngoài rất là đông. Chỉ có đeo mỗi khẩu trang thôi. Mọi người ở đây hầu như là người ta không có sợ dịch bệnh lắm mọi người ơi. Nói cách ly ở nhà enjoy vậy thôi. Chứ cũng đi ra siêu thị nhiều lắm. Thì bây giờ Hana đã đi siêu thị xong rồi thì bây giờ sẽ đẩy cái này ra xe và đi về thôi. Trời bắt đầu tạnh mưa rồi, mưa râm râm thôi nhưng mà cũng bắt đầu tạnh rồi á cả nhà. Đó, thấy trời chưa? À mù vậy thôi, hồi nãy nó rớt vài hộp nhưng bây giờ tạnh rồi, có thể là lúc nữa nó sẽ nắng lại á. Mùa đông của đảo Síp là thường là vậy á. Mưa nhỏ rồi chút xíu thì nặng hạt, tí nữa thì tạnh mưa rồi tí xíu nữa là trời nắng. Nói chung là mùa đông ở đảo Síp rất là thích. Đó. Thôi bây giờ thì Hana xin phép đi về nhà nha và sẽ nói chuyện với mọi người ở nhà. Bây giờ thì xin mời mọi người cùng đi về nhà với Hana nè. Ngồi gầm gừ ai á? Chơi đi. Hả? Gầm gừ ai á? Tao cắt cái mỏ mày tao giục nha. Ở chung cư chứ không phải ở quê Việt Nam đâu mà ngồi đây sủa rùm trời rùm đất nha. Con này bị trợn lắm. Đi. Trời mưa ướt cái lan can mà đứng ngay đó cho dơ đi. Rì nghe nói không? Mặt láo lắm mọi người. Láo lắm. Láo lắm. Láo. Ghét đây là ghét luôn á. Láo lắm. Như là mẹ thiên hạ vậy đó. Ai đi ngang cũng sủa, ai đi ngang cũng sủa. Láo. 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 Bắt tay coi. Ngu. Trời vừa mưa thì bắt đầu nắng lên rồi cả nhà ơi. Mùa đông bên đảo Síp là vậy đó. 5 phút trước mưa, 5 phút sau bắt đầu nắng ráo. Đẹp chưa nè. À. Xuất sắc luôn ha. Lâu cả nhà thì Hana đã đi siêu thị về rồi cả nhà ơi. Thì ngày hôm qua là có hơn 300 ca bệnh ở đảo Síp. Thì mình cũng đã nghỉ cách ly, không có làm việc được một tuần rồi. Thì còn một tuần nữa nhưng mà chưa chắc là tuần sau sẽ được đi làm trở lại. Mình cũng chưa chắc. Đó, bởi vì nếu mà dịch bệnh nhiều á, thì giống như đợt cách ly vừa rồi á, nếu mà dịch bệnh nhiều thì người ta có thể nói là sẽ cách ly thêm 2 tuần nữa. Thì mình đợi mình xem như thế nào nha. Thì Hana đi siêu thị ngày hôm nay thấy trong siêu thị rất là đông, ở ngoài đường rất là nhiều xe luôn đó. Thì theo cái tình hình cách ly như thế này mà mọi người vẫn còn đi ra ngoài nhiều thì cái tốc độ lây bệnh cũng rất là dễ đó. Nên là không biết là cái đợt cách ly này nó có gọi là kết quả gì không. Đó thì Hana cũng mong muốn là dịch bệnh nó qua đi để mình trở lại cuộc sống bình thường, mình làm ăn chứ coi như năm nay là bỏ đi rồi á mọi người.
Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết cái video clip của Hana nha. Rồi đừng quên nhấn nút đăng ký nè, nhấn cái chuông thông báo để là những cái người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất. Và tất cả những bạn bè nào hoặc là những em sinh viên nào mà chuẩn bị đi sang đảo Síp á, mà cần được tư vấn á, thì hãy nhắn tin vào cái fanpage Hana Nguyễn Cuộc Sống Ở Đảo Síp nha. Và bây giờ thì cảm ơn cả nhà và xin chúc cả nhà sức khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.